Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Read Books App, đọc sách mỗi ngày. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những ý tưởng sâu sắc và triết lý đằng sau những khía cạnh đa dạng của cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một hành trình tìm hiểu về một khái niệm triết học thú vị từ đạo giáo, đó là triết lý về dòng chảy. Điều gì không cưỡng lại sẽ vượt qua những vật chất cứng nhất? Điều gì không cưỡng lại có thể đi vào nơi không có không gian? Ít người trên thế giới có thể hiểu được bài học không cần lời nói, hoặc hiểu được giá trị của vô vi. Lão Tử đã khuyên. Một khái niệm nổi tiếng đã xuất hiện từ triết học đạo giáo là vô vi, có thể được dịch là không hành động, hành động không cần nỗ lực, hoặc hành động của không hành động một cách nghịch lý. Theo nghĩa thực tế, chúng ta có thể mô tả vô vi là trạng thái của dòng chảy, thường được các vận động viên gọi là khu vực. Khi các vận động viên ở trong khu vực đó, họ tham gia vào hành động mà không cần gắng sức, và di chuyển qua thời gian và không gian một cách gần như không cần nỗ lực. Không có cực đoan, không lo lắng, không suy ngẫm, mọi thứ dường như đang diễn ra theo một cách tự nhiên. Đạo Đức Kinh là một tác phẩm nghệ thuật bí ẩn. Không chỉ không có sự đồng thuận về thời điểm chính xác nó được viết ra, mà sự tồn tại của tác giả vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn. Sự sâu sắc của tác phẩm này đã để lại dấu ấn cho nhân loại cho đến ngày nay. Chưa kể rằng Đạo Đức Kinh là tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất sau Kinh Thánh. Tinh hoa của triết học đạo giáo là sống hòa hợp với đạo, còn gọi là con đường. Vậy, đạo là gì? Đó là câu hỏi chúng ta thực sự không thể trả lời, và có cố gắng cũng vô ích. Sự hiểu biết của chúng ta về đạo chỉ là theo những hạn chế trong nhận thức của chúng ta. Đạo thực sự là gì và nó trông như thế nào, cảm giác ra sao, có mùi vị hoặc âm thanh như thế nào vẫn còn là một điều bí ẩn. Hơn nữa, đạo mà chúng ta nói đến không phải là đạo thực sự, theo Lão Tử. Do đó, phần mở đầu nổi tiếng của Đạo Đức Kinh như sau. Đạo có thể được mô tả không phải là đạo vĩnh cửu. Danh biết nói không phải là danh muôn đời như Trích Dẫn đã nói. Vậy, có những kiến thức gì về đạo? Nhà triết học đạo giáo nhấn mạnh nhiều lần rằng, đạo thực sự là một lực lượng bao trùm vượt qua khả năng hiểu của chúng ta, và không thể nhận biết được bằng các giác quan. Mặc dù chúng ta không bao giờ có thể nắm bắt được đạo thực sự, nhưng mục tiêu là sống hòa hợp với nó, đặc biệt giống với cách tiếp cận tự nhiên của người khắc kỷ. Vậy làm thế nào để sống hòa hợp với đạo? Đạo giáo không quy định một phương pháp thực tế duy nhất để đạt được điều này. Tuy nhiên, nhiều manh mối gợi ý đạt được một tâm trí tĩnh lặng, khuất phục các giác quan, đón nhận sự khiêm tốn và từ bỏ phấn đấu, tất cả để mở rộng bản thân trước những mưu đồ của vũ trụ. Tâm tĩnh lặng này không nhất thiết phải ngụ ý ngồi với đôi mắt nhắm nghiền. Đạo giáo nhận ra rằng sự tĩnh lặng của tâm trí có thể cùng tồn tại với hành động. Khi chúng ta hoàn toàn ở trong thời điểm hiện tại, các hành động của chúng ta diễn ra dễ dàng, không có va chạm và đi kèm với sự tập trung cao độ. Đó là một trạng thái gần như ngây ngất. Cầu thủ bóng rổ đã nghỉ hưu Bill Russell lưu ý, gần như thể chúng tôi đang chơi ở chế độ chuyển động chậm. Trong những khoảng thời gian đó, tôi gần như có thể cảm nhận được trận đấu tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, và cú đánh tiếp theo sẽ được thực hiện ở đâu. Sách đạo giáo của Trang Tử kể lại câu chuyện về đầu bếp đình, người đạt được trạng thái trôi chảy khi làm việc. Văn Huy Đại Nhân đã quan sát thấy kỹ năng xẻ thịt lấy xương bò với sự kinh ngạc. Khi được khen ngợi về sự thành thạo của mình, đầu bếp đình đã trả lời. Điều tôi quan tâm là đạo, thứ vượt xa kỹ năng. Khi tôi mới bắt đầu lấy xương con bò, tất cả những gì tôi có thể thấy là chính con bò. Sau 3 năm, tôi không còn nhìn thấy toàn bộ con bò. Và bây giờ, tôi đi theo tinh thần và không nhìn bằng mắt. Nhận thức và sự hiểu biết đã dừng lại và tinh thần di chuyển đến nơi nó muốn. Tôi xẻ thịt theo cách tự nhiên, đưa dao vào những chỗ lõm lớn, dẫn dao qua những lỗ lớn, và đi theo mọi thứ như chúng vốn có. Vì vậy, tôi không bao giờ chạm vào dây chằn hoặc gân nhỏ nhất, chứ đừng nói đến một khớp xương chính. Điều cần thiết cho câu chuyện này là tình trạng con dao của đầu bếp đình. Ông khẳng định rằng những người đầu bếp lành nghề sử dụng dao của họ trong nhiều năm, trong khi những người trung bình thay dao hàng tháng do chặt chém. Đầu bếp đình đã sử dụng cùng một con dao trong 19 năm, là hiện thân của kỹ năng và tinh tế. Câu chuyện này phù hợp với một bài học đạo giáo cơ bản khác, sức mạnh của sự nhẹ nhàng. Bằng cách ép buộc và phấn đấu,
chúng ta có thể hoàn thành công việc, nhưng đồng thời, chúng ta tiêu tốn nhiều năng lượng hơn mức cần thiết và có thể phải chịu những thiệt hại không đáng có. Mặt khác, một người trong trạng thái của dòng chảy tiếp cận một nhiệm vụ một cách thông minh, biết khi nào cần hành động và khi nào không, và tìm thấy sự cân bằng giữa hành động và không hành động. Đó là vấn đề không quá nóng, không quá lạnh, con đường vàng giữa lo lắng và nhàm chán. Ý tưởng đằng sau không hành động đi ngược lại với lý tưởng phương Tây về việc cưỡng bức và làm việc ngày càng chăm chỉ hơn để đạt được kết quả. Chúng ta được khuyến khích trở nên tham vọng, nắm quyền kiểm soát và phấn đấu. Trong khi đó, nhiều người mắc chứng trầm cảm, rối loạn lo âu và rối loạn giấc ngủ. Có phải chúng ta đang đốt cháy chính mình? Chúng ta coi thường sự thụ động và thường nhầm nó với sự lười biếng. Nhưng đây là những điều khác nhau. Khi chúng ta nhìn vào tự nhiên, không làm gì có ý nghĩa hơn nhiều so với chúng ta thường nghĩ. Kết quả không bằng lượng năng lượng chúng ta bỏ ra. Kết quả là hệ quả của một loạt các hành động. Điều thú vị là nhiều hành động này đến một cách tự nhiên, và một nhiệm vụ không cần nhiều sự can thiệp của con người hơn cần thiết để hướng nó đi đúng hướng. Chẳng phải nhiều vấn đề đều tự giải quyết sao? Đạo giáo so sánh cuộc sống với một dòng sông. Con sông đã có một hoặc nhiều luồng, và một khi chúng ta tìm thấy mình ở trong dòng sông đó, chúng ta có thể bơi ngược dòng, bám vào một cành cây hoặc buông tay và đi theo dòng chảy. Hầu hết cuộc đời, chúng ta bơi ngược dòng và thậm chí không nhận ra điều đó. Tâm trí của chúng ta tin rằng nó có thể và nên kiểm soát môi trường để tồn tại. Điều này hơi tự cao tự đại vì phần lớn các quá trình bên trong và bên ngoài chúng ta không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Đúng vậy, hãy đối mặt với nó, chúng ta không kiểm soát các quá trình cơ thể của mình như tiêu hóa, lưu lượng máu hoặc chữa lành vết thương. Chúng ta không kiểm soát người khác, chúng ta không kiểm soát tương lai. Chúng ta thậm chí không kiểm soát được người mình yêu và người mà chúng ta thấy hấp dẫn. Mọi thứ bên ngoài khả năng của chúng ta chỉ diễn ra theo một hướng nào đó, đôi khi được hướng dẫn bởi trí thông minh nhưng chủ yếu là theo một tiến trình tự nhiên. Khi chúng ta trôi theo dòng chảy, chúng ta sẽ tự điều chỉnh theo tiến trình tự nhiên này. Đây là con đường ít kháng cự nhất, nó mang lại cho tự nhiên một cơ hội để bộc lộ mà không cần chúng ta chống lại nó. Vì vậy, con đường của đạo giáo là điều hướng qua dòng sông thay vì cố gắng kiểm soát nó, điều sẽ không bao giờ hiệu quả. Một khía cạnh khác của dòng sông đặc trưng cho đạo giáo là bản thân nước. Đặc điểm của nước là mềm mại và khiêm tốn, tượng trưng cho đức hạnh của đạo gia. Đây là một câu trích dẫn trong Đạo Đức Kinh. Điều thiện tối cao giống như nước, mang lại lợi ích cho tất cả tạo vật mà không cố gắng tranh giành nó. Nó tập trung ở những nơi không phổ biến. Như đã đề cập trước đó, nó giống như đạo. Nước có thể mềm nhưng nó có thể vượt qua sự cứng rắn, như được thấy trong quá trình xói mòn của đá. Nước không chỉ tìm kiếm những nơi thấp hơn mà còn ít mục đích, mục tiêu hoặc ham muốn cụ thể. Tuy nhiên, nó nuôi dưỡng tất cả mọi thứ nó chạm vào. Nó là một lực lượng sống mạnh mẽ, thực hiện vai trò của mình mà không có tham vọng. Nước đáng chú ý là mềm mại và nhẹ nhàng, nhưng sự tối cao của nó nằm ở việc vượt qua những thứ cứng rắn và gập ghềnh. Không gì có thể sánh được với hiệu quả của nó. Nếu bạn đã từng trải qua trạng thái của dòng chảy, bạn sẽ nhận thấy một điều biến mất cho đến khi tâm trí suy nghĩ lấy lại quyền kiểm soát. Sự tập trung vào kết quả, che khuất nhiệm vụ hiện tại. Điều này gợi nhớ đến khái niệm Amor Fati, tình yêu của số phận của người theo chủ nghĩa khắc kỷ, đề cao việc chấp nhận kết quả và tập trung vào hiện tại thay vì lo lắng về tương lai. Dù đam mê thể thao, viết lách, chơi game điện tử hay khiêu vũ, trạng thái dòng chảy sẽ tách bạn ra khỏi kết quả, áp lực, lo lắng trong tương lai và thất bại trong quá khứ. Chỉ có bạn và nhiệm vụ, hiện diện đầy đủ. Để đạt được điều này đòi hỏi phải buông bỏ, ngừng đấu tranh với hiện tại, giải phóng các nhánh, rũ bỏ quá khứ và tương lai, và đón nhận khoảnh khắc hiện tại mà không do dự. Và đó là điều chúng ta muốn chia sẻ trong video hôm nay về triết lý về dòng chảy và khái niệm vô vi từ truyền thống đạo giáo. Đôi khi, chúng ta cần nhớ rằng không phải mọi hành động đều cần phải đến từ nỗ lực và cố gắng. Khi ta để cho tâm hồn mình đắm chìm vào dòng chảy tự nhiên của cuộc sống, chúng ta có thể trải nghiệm sự thăng hoa và kết nối mạnh mẽ hơn với thế giới xung quanh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để tham gia cùng chúng tôi trong cuộc trò chuyện về triết lý này.
hãy để lại ý kiến và cảm xúc của bạn ở phần bình luận phía dưới. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo từ kênh của chúng tôi. Hãy sống trong dòng chảy và tận hưởng mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video sắp tới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.